Điều đơn giản thế này nhé, trong đầu các anh chị, trong đầu các anh chị và trong cái mắt nhìn của các anh chị, tài sản là gì? Tài sản là gì? Ví dụ sổ đỏ có phải là tài sản không, đúng không? Bất động sản có phải tài sản không? Ô tô, xe máy, nhà, vàng bạc kim cương, nó là tài sản, và đó là tài sản vật lý chúng ta cầm nắm được, và nó chúng ta có thể mua bán trao đổi với nhau được, và nó có giá trị bằng tiền thật. Và tất cả thế giới này hay cái cộng đồng này đang công nhận nó, đó là tài sản, nhưng nó là tài sản vật lý. Vậy tài sản số nó thế nào? Tài sản số chúng ta vẫn tiêu thụ được, chúng ta vẫn lưu trữ được, chúng ta vẫn giao dịch được, vẫn mua bán được, nhưng nó được tạo ra bởi một hệ thống blockchain, và nó được lưu trữ. Chúng ta không cầm nó thực tế được, mà chúng ta phải lưu trữ nó trong những cái thiết bị điện tử, ví dụ như laptop, điện thoại, iPad, thì đó là những cái nơi để chúng ta lưu trữ tài sản số. Có nghĩa là tài sản số là tài sản được tạo lên từ một dãy số của công nghệ chuỗi khối blockchain. Đó là tài sản số. Và ví dụ nhiều nhất đó là gì ạ? Bitcoin, Ethereum. Và gần đây nhất chúng ta hiểu rõ nhất là gì ạ? Các anh chị cầm một cục, đúng không ạ? Một cục tiền Việt Nam đồng, mấy chục triệu, mấy trăm triệu hay mấy tỷ, các anh chị mang vào ngân hàng, các anh chị làm lệnh chuyển vào tài khoản của mình, và các anh chị cầm trên tay chiếc điện thoại banking, trong đó có ứng dụng của ngân hàng đó, nó chứa một dãy số, thì đó cũng được coi là tài sản số. À, các anh chị hình dung ạ, hai MC cũng giống như các anh chị trong phòng Zoom này, chúng ta hiểu cái khái niệm đó chưa? Tài sản vật lý và tài sản số, nó đều là dùng để giao dịch, các anh chị nha. Để nhượng quyền được, và nó có một cái giá trị mà tất cả cộng đồng này công nhận, thì đó là tài sản. Số hay là vật lý, nó đều là tài sản. Ok các anh chị, đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, xin mời MC câu hỏi thứ hai. Vâng, xin được cảm ơn BFC Tony Dân của chúng ta. Mặc dù rằng là anh rất